Chào mừng mọi người đến với kênh channel Đỏ Chứng Khoán. Và hôm nay em là Nguyễn Trọng Thiện, sẽ cùng mình nói chuyện với mọi người ở cái video này. Và hôm nay là một video cuối tuần, cũng giống như mọi video cuối tuần khác thôi. Em sẽ cùng trò chuyện mọi người ở ba vấn đề chính sau đây. Đầu tiên, đó là xem xét lại thị trường ngày 1 tháng 11 cho đến ngày 5 tháng 11 diễn biến thế nào. Và cái thứ hai nữa là xem thị trường cho tuần sau, thị trường ngày 8 tháng 11 cho đến ngày 12 tháng 11 sẽ vận hành thế nào nhá. Và phần thứ ba cũng là phần cuối cùng, đó là tìm đến một số mã phiếu. Ở đây em đã lọc ra được tầm 10 mã phiếu, 10 mã phiếu chiến lược cho mọi người. Nếu trường chúng ta có lung lắc hay là trường chúng ta chạy thì những mã phiếu này sẽ là những mã phiếu giúp đỡ cho mọi người rất là nhiều nha. Và rất mong mọi người một chút thời gian nhấn thích video này. Đấy, nhấn nút đăng ký kênh của mọi người đòi nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hiện tại đã có một cộng đồng đây, mọi người tham gia cùng với người đòi nha. Và thị trường ngày 5 tháng 11 cũng như là thị trường kết thúc của một cái tuần, thì thấy là thị trường chúng ta hiện tại thanh khoản giảm bớt đi. Có lẽ rằng là sức nóng thị trường không còn nhiều nữa. Và đa phần người ta cầm tiền rất là nhiều, sợ hãi một điều là sợ một điều là thị trường chúng ta có bị phân phối chẳng hạn như vậy nhá. Thì hoặc là người ta đang dùng tiền rất là nhiều vào những mã cổ phiếu về nhóm ngành banh và chứng khoán. Thay vào đó những mã cổ phiếu như là tăng trong ngày hôm nay này thì đa phần họ sẽ không mua, tại vì rất dễ tạo hình hai đỉnh, họ sợ như vậy nhá. Thì đó cũng là tâm lý chung của em mà thôi, em cũng sẽ tâm lý như vậy. Tại vì sao mọi người? Tại vì một cái nhịp ngày 3 tháng 11 vừa rồi, một phiên giảm về nhóm ngành bất động sản á, hay là một số mã phiếu nhóm ngành đầu tư công á, thì chúng ta thấy một điều rằng là có một sự FOMO rất kỳ cực kỳ mạnh nhá. Tức là những mã phiếu buộc phải giảm thì nó giảm, chúng ta không nói gì. Nhưng những mã phiếu không buộc phải giảm thì nó lại tiếp tục giảm. Đó, thì nó có chuyện nó xảy ra như vậy. Tức là sao? Tức là những mã phiếu vẫn được những sự kỳ vọng về câu chuyện đánh vào, ví dụ như là IDC này. Đấy, thì ngay lập tức dòng tiền tạo một quả bóng tennis bật lại ngay lập tức, đúng không mọi người? Đấy, thì đối với những mã phiếu mà nó lại không được như thế này, nó chỉ đánh theo kiểu game, hoặc là đánh theo kiểu gọi là lái đánh thôi. Ví dụ như là một số mã phiếu như là L14 này. Đấy, L14 nhá mọi người. Như là L14 này. Đấy, như là L14 này. Đấy, rồi là hay là một số mã phiếu, ví dụ như là chúng ta thấy như là DG này cũng vậy nhá. Đa phần là những cái sự bật lại nó bị giảm ngay lập tức, chứng tỏ là mã phiếu này rất yếu, yếu hơn rất nhiều so với những mã phiếu còn lại. Và những sự kỳ vọng nó đều là những sự kỳ vọng của FOMO, fear of missing out mà thôi. Đấy. Còn những mã phiếu như là DIG, như là EDC này, đấy, hay là EGC này, đấy, những mã phiếu này cho thấy được là những sức bật của nó rất mạnh mẽ, trở lại vùng này này ngay lập tức. Đấy. Với một số mã phiếu như là HBC cũng vậy, đầu tư công cũng vậy, cho thấy được những sức bật của nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều, một quả bóng tennis rất là mạnh xảy ra. Đấy. Và rồi một số mã phiếu về nhóm ngành đạm vậy, bị FOMO rất là nhiều. Tự nhiên bây giờ nhóm ngành bất động sản bị giảm, tự nhiên đạm bị giảm theo. Đúng không mọi người? Không có lý do nào hết. Không lý do nào để bị bán cả, tất cả là do dòng tiền FOMO. Họ sợ rằng chúng ta chỉnh mạnh, họ bán ra, họ muốn mưu cầu mua một cái mức giá thấp hơn. Rồi sau đó sao mọi người? Nhưng mã phiếu này tăng rất mạnh mẽ, ví dụ như là DCM này. Đấy, giảm lại bật lại ngay tức này. Nói là DCM cũng vậy, mày thấy không? Hay là một số mã phiếu hôm nay chạy rất khỏe này, như GIL cũng vậy này, chạy rất khỏe này. Đấy, rồi DGC cũng vậy này. Đấy. Thì đa phần những mã phiếu này cho thấy được là những sự FOMO của thị trường. Khi mà những mã phiếu khác bị bán, những mã phiếu này cũng sẽ bị bán theo, kiểu như vậy đấy. Nhưng không, họ không hiểu thực sự, hiểu được cái lý do sao họ mua, không hiểu được thực sự được tại sao mã phiếu này sẽ tăng nhá. Chính vì thế thì chúng ta mới sinh ra hai thái cực. Một thái cực đó là một quả trứng gà bị rớt xuống và bị bể. Một thái cực bên cạnh là một quả bóng tennis rớt xuống phô lại ngay tức nhá. Thì hiện tại thì dòng tiền đang tiếp tục luân chuyển trong những cái thị trường này, đặc biệt nhất là luân chuyển qua những nhóm ngành uptrend trở lại, như là nhóm ngành về chứng khoán này, nhóm ngành về banh này chẳng hạn này. Và bây giờ dòng tiền đang quay trở lại tìm hiểu đến một số mã phiếu như là về nhóm ngành dầu khí nữa, và nhóm ngành thép nữa. Anh chị có coi cái video vào ngày thứ 6, ngày thứ 5, thứ 4 của em, anh chị biết rồi. Hiện tại em đang tập trung rất là nhiều vào những nhóm mã phiếu như là nhóm ngành banh này, nhóm ngành trứng này, nhóm ngành cảng biển này, nhóm ngành hàng hóa, và đặc biệt hơn nữa đó là nhóm ngành dầu khí. Và tại sao lại tập trung vào nhóm ngành hàng hóa? Thì thực chất chúng ta hiểu một điều á, là bây giờ chúng ta ông lớn, chúng ta đánh theo kiểu gọi là thông tin á, thì ông lớn Trung Quốc bây giờ đang ảnh hưởng rất là nhiều tới thị trường chúng ta, cũng như thế giới nữa, đúng không? Thì bây giờ Trung Quốc đang gặp một vấn đề, đó là lạm phát rất là nhiều, trong khi đó giá bất động sản này giảm nhá. Thì vấn đề này xảy ra thì có thể trong nay mai cái lượng hàng bất động sản của Việt Nam ta cũng sẽ đi theo một nhịp nào đó nhất định. Và cái thứ hai nữa đó là về ngành hàng hóa Việt Nam ta sẽ tăng nhất định nhá. Tiêu biểu như chúng ta thấy này, giá thịt heo này người ta đang kỳ vọng rất là nhiều, như là DPC này, đây DPC như mọi người thấy nha, tăng trần nhá. Đó là sự kỳ vọng
khi thông tin của Trung Quốc được nở rộ nhiều hơn với thị trường Việt Nam ta, thông tin mà đánh mạnh mẽ hơn nhá. Hay là HAG này cũng là một số thông tin đánh vào một bóng tennis rõ ràng đó mọi người. Tại vì sao? Tại vì thằng HAG này, một cái thằng hiện tại trong cái quý gần nhất là quý 3 của nó đã ghi nhận về vấn đề về lãi từ cái mảng chăn nuôi nó rất là nhiều nhá, đặc biệt nhất là chăn nuôi heo, lợn và sau đó là chăn nuôi về bò nữa. Đấy, theo đó trước đó nó chỉ đa phần kiếm cái lợi nhuận đến từ cái mảng đó là mảng về trồng chuối chẳng hạn nhá. Thì đó là một cái điểm cộng với mã phiếu này, được hưởng lợi trong đúng sóng ngành. Và một bí mật cho mọi người nữa nhá, đó là mã phiếu này đa phần nhá, đa phần cứ vào những dịp Tết nó tăng. Đó, gần Tết nó tăng, tầm tháng 11 tháng 12 sẽ tăng. Là một thấy này, ví dụ nhá, đây là một nhịp này, tăng rất mạnh mẽ này nhá. Rồi, qua đây nữa. Đây là một nhịp nữa. Tuy rằng nó tăng không mạnh nhá. Đây là một nhịp tăng không mạnh này, nhưng mà nó cũng đã tăng nhá, tại vì đây là trong một sóng downtrend nhá. Đấy. Rồi đây cũng vậy. Đây cũng vậy. Đây. Bắt đầu qua Tết này bắt đầu chạy này, rất mạnh mẽ này. Đó là cũng như quanh cái vùng mùa xuân á là sẽ chạy rất mạnh mẽ nhá. Đấy. Rồi đây cũng vậy, 518 vậy, mình thấy không? Cũng là một nhịp đáy lên này. Đấy. Dòng tiền vào mạnh mẽ này, sau đó bị những lực bán tháo bị giảm xuống. 217 thì rực rỡ rất nhiều. Đấy, mình thấy không? Từ giá 5 về giá 10 luôn. Ít hai tài khoản rồi mọi người, ít hai tài khoản luôn. Đấy. Từ cái đợt mà đầu Tết tầm tháng 1 này, tháng 1 là đầu Tết thì nó chạy rất mạnh mẽ này. Và hiện tại chúng ta đang kỳ vọng một điều gì ở đây nữa? Cũng đang kỳ vọng như vậy. Sẽ về giá 10. Về giá 10 nếu như giá thịt heo về giá 70.000 đồng. Hoặc là một số cái sự hot cực kỳ về hàng hóa của tổng khu vực Việt Nam ta cũng như là Trung Quốc nhá. Đó là về góc nhìn của người đó. Thì không mang nữa, chúng ta tập trung với thị trường một tí nhá. Thì chúng ta thì một cái vấn đề chúng ta đặt ra đó là hiện chúng ta có hai phiên giảm, là hai phiên thanh khoản rất là cao. Đó, một điểm trừ nhá. Chính vì thế, gần đây có rất nhiều người nói là thì chúng ta có thể phân phối ngay tại đỉnh ở đây. Đấy. Thì góc nhìn người đo cũng có thể xảy ra như vậy. Nếu như trong thứ hai, thứ ba tuần sau thì chúng ta không vượt được cái vùng đỉnh này. Cái vùng 1611 này, ngay vùng này 1611 này. Xin lỗi nhá. Ngay tại cái vùng này là 1462 thì chưa không vượt được vùng 1462 thì rất khả năng rất cao thì chúng ta sẽ quay trở lại về lại cái vùng 1440 thì ngay tức đó sẽ là một cái phiên chúng ta nên cẩn thận thị trường rất là nhiều. Bởi một phiên phân phối nhá. Thì chúng ta đã có hai phiên phân phối rồi. Đó. Còn nếu như chúng ta vượt được cái 1462 này thì trường tiếp tục trở lại uptrend rất mạnh mẽ và tích cực hơn thế rất là nhiều nhá. Đấy, đó là góc nhìn của người đó với trường này. Đấy thì mọi người thấy đây, hiện tại thì MACD rất là khỏe, chứ gì xấu cả về MACD nhá. Chặt tuần cũng vậy, chặt tuần hiện tại cũng đã rất là khỏe, chứ gì xấu cả. Về chặt tuần thấy là cũng đã tạo những vùng đáy đánh lên này rồi nhá. Và đây là sẽ là vùng đáy mới của cái thị trường của chúng ta. Và ít nhất thì chúng ta có thể tăng lên được những cái vùng đó là vùng 60 hoặc là vùng 80. Thì đó chúng ta có thể về được những cái vùng đó là vùng 1.500 hoặc là vùng 1.600 trong cái tháng 11 này là có thể xảy khả năng xảy ra. Đấy. Mọi người có xem cái video cuối tuần người đỏ á, cuối tuần trước á, mọi người biết là người đỏ nhận định là chúng ta sẽ về 1.500 hoặc là 1.550 vào cuối tháng 11 đúng không? Đấy, thì em vẫn giữ quyết định như vậy, giữ cái suy nghĩ như vậy nhá. Thì riêng cái ngày thứ 6 mình nhận định thị trường như này. Đó thì chúng ta hiện tại này sẽ có hai trường hợp xảy ra. Đó, như nãy em vừa nói đó là một á là không vượt được cái vùng 1.460. Đấy, thì chúng ta sẽ gặp một cái khó khăn xảy ra. Còn nếu như vượt được thì chúng ta sẽ tăng lên rất mạnh mẽ nhá. Và hiện tại tâm lý FOMO rất là nhiều, cũng như tâm lý của một cái thị trường tăng uptrend bây giờ đang rất là nhiều nhá. Hiện tại chúng thấy là trường AI cũng khoe lại cả, AI cũng có những cơ hội làm giàu rất là nhanh, suy nghĩ làm giàu rất là nhanh cả, ai cũng nhảy vào thị trường chứng khoán cả. Và rồi khi mà thị trường ta tích lũy với cái vốn lớn này, ta nên cẩn thận sợ hơn một tí. Đó có nhiều người đò, hạn chế mua mới, chúng ta nên bán 7 và mua 3 ở giai đoạn này. Đó người có nhiều người đò nhá. Thì trong giai đoạn trước đó người đó đã mua rất là nhiều một số mã phiếu rất tốt như là BVD mà thấy này. Đấy, nó chạy rất mạnh mẽ mà thấy không? Đấy BVD này. Đó, đa phần người đó là canh những nhịp chỉnh để vào nhá. Nhịp chỉnh để vào. Đấy. Như là BVD giá 24 hay là BVS giá 29.5 có một cái lợi thế này. Đấy, hay là canh những cái vùng như là BVD về vùng giá 28.6 này, đó, mua vào này, hay là S này cũng mua giá 16 này. Đấy. Rồi hình như là trong cái nhận định về cái mã phiếu đầu tư 30 ngày em có nhận định cho mã phiếu mọi người, mã phiếu BVD phải.
Có một lần như vậy, nhớ em tìm lại cho mọi người thấy nhá. Đây là mã phiếu VTV mà thấy không? Đây cũng là mã phiếu mà hôm nay người đỏ chạy rất khỏe này, mua những vùng giá tầm 8.6 đến vùng 9 này. Thấy không? Như là VTV này. Đây. Vùng giá 8 đến vùng 9 này hiện tại đã một cái khoản lợi nhuận rất là tốt rồi. Đây, tầm 9% rồi. Chúc mừng những người mà follow theo kiểu đánh gọi là đánh hiện tại của người đỏ, đánh theo kiểu T cộng nhá. Đấy thì một số mã phiếu này, mã phiếu đánh T cộng, một số mã phiếu đánh đầu tư kiểu như T cộng 30 hoặc T cộng 45 thì người đó sẽ phân tích kỹ hơn vấn đề này. Thì đây ví dụ như mã phiếu GTN là một mã phiếu người đó đang gom nhá. Đó, nhắc thẳng mọi người luôn, người đó đang gom, người thể tham khảo nhá. Đấy. Mã phiếu BVD người đó có nhắn cho mọi người mà không biết nó thất lạc ở đâu rồi. Mọi người người đó xíu nhá. Đây mọi người, thì cái này là ngày 1 tháng 11 này, người đầu nhắn là hiện tại là cái nhịp mà chúng ta căn chỉnh với mã phiếu BVD cũng như BVS là bắt đầu có rồi. Đấy, và đây là những phân tích của người đầu dành cho mọi những mã phiếu này. Khi mà người đầu kỳ vọng là cái việc mà giá dầu tiếp tục tăng, và hiện tại OPEC cộng vừa tiếp tục ra một cái lợi thế cho cái giá dầu tăng nữa, đó là tiếp tục duy trì cái việc mà sản xuất tăng sản lượng từ từ nhá. Thay vì nghe theo Mỹ tăng sản lượng một phát luôn. Đấy, chính vì thế thì cái khả năng mà giá dầu tăng về mức giá 90 cho đến 100 đô một thùng là có khả năng xảy ra. Đó thì người đầu kỳ vọng với mã phiếu BVD cũng như BVS. Thì đó có nhiều người đầu và gần như là cuối tuần trước rồi người đầu có nhận định cho mọi người một vấn đề rồi. Đúng không mọi người? Đó là nhận định khá là nhiều luôn ấy. Phải nói rất là nhiều cho mọi người luôn, một cái gọi là một cái đoạn sớ rất là dài nhá. Về cho mọi người về một số mã phiếu này cũng như về thị trường này, thấy không? Đầu tiên mình thấy này, đó là phân tích cho mọi người về những góc nhìn về những cái mã phiếu này đầu tư, đó là mã phiếu GTN. Gom này, gom những vùng giá lý tưởng này. Đấy. Thì người đó có cho mọi người gom những vùng giá, đó là vùng giá 19.8 cho đến vùng 20.1 nhá. Đấy. Rồi VTV này cũng là mã phiếu mà cho người đó cho mọi người gom. Đấy. Rồi người thấy đây, thì như đó nhận định cho mọi người thấy là thị trường ta có thể sẽ về vùng chinh phục cái vùng 1.500 cho đến vùng 1.550 cho đến có thể xảy ra vào cuối tháng 11 xảy ra. Đó là chinh phục được cái vùng này. Góc nhìn người đó. Đấy. Và người đầu tập trung rất là nhiều vào những mã phiếu nhóm ngành ngân hàng cũng như là chứng khoán rất là nhiều nhá. Đấy. Đó có nhiều người đầu về thị trường này. Rồi em sẽ phân tích về cái thị trường cho tuần sau nhá mọi người. Thị trường tuần sau thì người đầu nghĩ rằng một điều là thì chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra lại vùng 1460, nếu vượt được thì chúng ta sẽ tăng rất mạnh mẽ nhá. Đó sẽ về được cái vùng 1.550 cho đến vùng 1.550 nhá. Còn nếu như không vượt được thì sao mọi người? Không vượt được thì chúng ta sẽ quay trở về lại kiểm tra lại cái vùng này tạo một mô hình test đáy nhá, test đáy như này. Đó. Xong rồi bật lại như này. Cũng nhìn người đòi như vậy cũng sẽ là một thị trường uptrend chứ chưa phải thị trường phân phối đâu. Cũng nhìn người đòi như vậy nhá mọi người. Đấy. Thì có thể tham khảo thị trường với một số cái chart, ví dụ như về chart tuần mà thấy này thì chúng ta vẫn có một cái nến tăng rất mạnh mẽ với những cái phiên vừa rồi xảy ra. Và về kỹ thuật thì đã có những hiệu tạo đáy rất mạnh, hay là dãy body band đang mở rộng split nhá. Đấy thì đó những cái điểm cộng thị trường. Và bây giờ ta đến với một số mã phiếu này đầu tư nhá. Đây. Thì đầu tiên tôi nói về đến nhóm ngành trước đã, thì tôi thấy là về nhóm ngành ngân hàng thì đa phần những mã phiếu ngân hàng đang nhận phiên kiểm tra lại vùng này rất là chắc chắn. Thì người nên đầu tư mã phiếu gì? Thì người đó nghĩ là nên tập trung vào mã phiếu Techcombank khi mà phiếu này tiếp tục bị đẩy giá rất là nhiều nhá. Techcombank này. Đó. Một phiên bị đẩy giá quay trở lại đây. Riêng ngày hôm qua là một lệnh khớp rất là mạnh vào Techcombank với vùng lệnh khớp 1 triệu cổ phiếu, 1 triệu cổ phiếu em tấp 1 triệu cổ phiếu. Đấy, và khớp mua liên tục. Đấy, và những phiên tạo nến doji giảm như này thì chưa phải gì phải sợ cả. Nằm trên đường M20 chưa phải sợ cả. Chỉ sợ một điều là mã phiếu này bị gãy đường M20 thôi. Gãy đường M20 mọi người phải bán nhá. Tại vì sao? Tại vì mô hình 2 đỉnh hiện tại đang xảy ra. Đấy. Đấy, nếu như nó gãy đường M20 thì nó sẽ gãy luôn cái đường này. Đấy, còn nếu như vượt được M20 và tiếp tục đánh lên nữa thì nó sẽ quay trở về được cái xu hướng tăng của nó trong thời gian sắp tới nhá. Và cũng sẽ có một số mã phiếu khỏe hơn nói rất là nhiều như là CTG này. Thấy không? Rất là khỏe nha mọi người. Đấy, thì đây mã phiếu chiến lược của người đỏ như là CTG này, MSB này, OCB này. Những người theo dõi người đỏ xuyên suốt thời gian vừa qua người đã biết rồi. Đây mã phiếu chiến lược của người đỏ thời gian vừa qua. Và hiện tại chỉ có hai mã phiếu người đỏ đang đầu tư khá là fail, đó là Techcombank và MPP đang bị fail thôi. Trong khi đó ACB có một khoản lợi nhuận rất là tốt khi chúng ta mua những vùng dưới này nữa cơ. Đấy. Nhá. Thì nó có những người đỏ có thể tập trung đến hai mã phiếu hiện tại vẫn chưa chạy, đó là MPP
và Techcombank nhá. Hiện tại mã phiếu này đang dấu hiệu là kiểm tra vùng nền đó, trong tiền cũng đã vào rồi, không có lý nào nó lại không đánh cả, hiện tại chỉ đang là rủ bỏ mà thôi nhá. Thì qua một số mã phiếu trong ngành nhóm ngành chứng khoán thì đối với người nghĩ đầu nghĩ rằng là chúng ta nên xử lý bằng cách là chúng ta nên đợi những nhịp chỉnh với mã phiếu của chúng ta, chúng ta nên mua vào như là VC này đó, những nhịp nó chỉnh về vùng giá 70 mọi người nên mua vào, hay là SI thì chỉnh vào những vùng giá tầm 42 mọi người nên mua vào, hay là VND thì thực sự rất khó để mua rồi với mình người đỏ như vậy. HCM sao ạ? HCM thì hiện tại cứ khoanh những vùng đóng cửa trên vùng giá 42 mọi người giữ, gãy mọi người bán nhá. Mã phiếu FTS mã phiếu này sao? Mã phiếu này thì hiện tại đã rất khỏe, bức đỉnh luôn rồi, hiện tại nó đang đi gần giống như mã phiếu VND và hiện tại nó cũng là một mã phiếu tích cực nhá. Với những người đò này có thể canh mua lại khi những vùng giá tầm 70 được nhá. Đấy. Rồi đó là về góc nhìn của nhóm ngành chứng khoán. Còn về nhóm ngành bất động sản thì sao? Thì với góc nhìn của người đò về nhóm ngành bất động sản mọi người không nên mua thì bây giờ. Tại vì đa phần những mã phiếu này đang có dấu hiệu tạo hai đỉnh rồi. Ví dụ như mọi người thấy này, như là đất này, dấu hiệu tạo hai đỉnh này, mọi thấy không? Đấy, hai đỉnh này. Và khi nó bắt đầu nó quay về vùng này một cái thì ngay tức nó sẽ những nhịp quay đây giảm xuống như này. Đó, gần giống như nhịp này cũng vậy này, tương đương như vậy nhá, thấy không? Gần giống như vậy nhá. Những phiên nó hồi phục lại này, sau đó nó bị giảm lại bất mạnh mẽ này. Đấy. Rồi Lam Long sẽ như vậy. Đấy. Nếu như mọi người không muốn tái hiện một cái mã phiếu đó là mã phiếu KBC được trước đó. Đây. KBC đây, mọi thấy không? Đó, tạo đỉnh này. Sau đó sao mọi người? Hồi phục lại này, sau đó bị tích lũy rất là lâu cũng như giảm rất là lâu. Mọi thấy không? Hay là mã phiếu D2D ở mặt trước đó cũng vậy. D2D này. D2D cũng vậy nhá. Đây mình nhớ cái nhịp này không? Tạo hình hai đỉnh này, rất rõ ràng này. Đó, đỉnh sau cao đỉnh trước này, sau đó sau người bị giảm này. Đó, thì mọi người nên tránh nhịp này xảy ra. Thì mọi người không nên đầu tư vào những ngành này, trừ khi mọi người tập trung vào những mã phiếu mạnh mà thôi. Phiếu mạnh là gì? Là mã phiếu như là EDC. Đấy. Và nó tạo ra một quả bóng tennis ngay tức, nó hồi lại ngay tức luôn. EDC này hay là PSR này. Đấy, cũng vậy này. Nhưng mã phiếu rất mạnh mẽ của thị trường và những mã phiếu này khi nó không có những nhịp chỉnh, nó chỉnh được coi là một cái nhịp mà cho tôi lập họ gom hàng mà thôi. Đấy. PSR này hay là mã phiếu HL cũng vậy, thấy không? Rất là mạnh mẽ. Nó nhiều mã phiếu mọi người nên quan tâm, thay vì mọi người quan tâm đến một số mã phiếu như là DG bởi một cái game gì đó của nó, bởi vì bất động sản của nó, trong khi bất động sản nó vẫn chưa ghi nhận lợi nhuận gì cả nhá. Đấy là góc nhìn người đò như vậy, không đầu tư đầu tư công như vậy, mọi người nên tập trung vào những mã phiếu mà đầu tư mà nó đang kỹ thuật tốt mà thôi, không nên tập trung vào những mã phiếu dễ tạo hình hai đỉnh nhá. Thì góc nhìn đầu tư công thì người đò nghĩ nên tập trung vào những mã phiếu như là NLC này. Khi mà nó có dấu hiệu tạo tích lũy ở đây, nó vẫn chưa gãy nền gì cả, rất khỏe. Và nó có dấu hiệu là kiểm tra lại chuẩn bị đánh lên một cái vùng nữa rồi, thấy không? Tạo những cái vùng nền của MACD hướng dương rất mạnh mẽ, tạo vùng đáy liên tục đánh lên như vậy. Thì người đoàn ấy, mà phía này mọi người thể thăm dò được với mã phiếu đó là đá núi nhỏ nhá. Đấy, dòng tiền cũng đã vào hai phiên này rồi, đó hai phiên này rồi. Đấy, và những phiên trước đó cũng đã vào rồi, chưa thấy dòng tiền thoát ra. Đó là một điểm cộng với mã phiếu này. Và mã phiếu nữa là mã phiếu HUT nhá. Hiện tại mà phía này cũng vậy, khi mà nó tích lũy lại những vùng này kéo những cái nến gọi là cái nến rất là đẹp như vậy, em nghĩ rằng là sẽ có dấu hiệu đánh lên tiếp tục mã phiếu này, và hiện tại có thể sẽ là một cái điểm ngoắc lên mạnh mẽ của mã phiếu này. Mọi người quan tâm được mã phiếu này xem xét được nhá. Rồi một số mã phiếu về ngành bất động sản khác ví như là Novaland cũng vậy, mã phiếu mà quan tâm được, những phiên nó kiểm tra nền này là mọi người thể tham gia được đó, tham gia được mã phiếu kiểm tra lên như này nhá. Với Novaland này hay là Vinhome này, Vinhome gom những vùng giá tầm dưới 82 mới gom được mã phiếu Vinhome nhá. Có nhiều người đòi như vậy, cứ gom mạnh mẽ mã phiếu này với dưới giá tầm 82 gom được nhá. Tiếp theo nữa sẽ là về thế mạnh dầu khí, thì người đòi nghĩ rằng là không nên mua nữa, tại vì điểm mua gần như là hết rồi, trừ mã phiếu BVS, tại vì BVS hiện tại có điểm mua nhưng hiện tại đang khá là xấu về MACD của nó nhá, khá là xấu, tại vì là đỉnh sau này, cái đáy sau lại thấp hơn đáy trước rồi, một điểm trừ với mã phiếu này, cho nên thì mọi người nên thận trọng hơn, gãy vùng giá 28 người nên bán ra với mã phiếu BVS nhá. BVD thì chúc mừng mọi người luôn, đấy chạy rất khỏe đó mọi người, đấy thì chúc mừng mọi người. Gas và BR thì nghĩ rằng là mọi người nên hạn chế mua hai mã phiếu này, tại vì cái góc nhìn của em về hai mã phiếu này sẽ không được tăng mạnh trong giá sắp tới nữa, tại vì cái hàng tồn kho nó sẽ không được còn nhiều nữa, bắt buộc nó phải nhập cái lượng hàng mới với một giá cao hơn, thì cái đó nó sẽ không được hưởng lợi nhá. Thì mình sẽ tập trung vào thượng nguồn nhiều hơn với một số mã phiếu như là BVD, VS nhá. Thì đó là góc nhìn của người đò về nhóm ngành dầu khí. Và hiện tại tiếp tục với một số mã phiếu khác về nhóm ngành đầu tư nhá.
thì có thể cho mọi người 3 mã cổ phiếu là mọi người đầu tư. Đầu tư là sao? Tức là mọi người đầu tư là dài hạn và nhận mẫu, nhận cổ tức luôn. Thì mọi người nên tập trung vào 3 mã cổ phiếu này. Tại vì có một số khách hàng hỏi em là thì có mã cổ phiếu nào đầu tư dài hạn hay không? Tại vì thấy thị phân tích thêm một góc nhìn khá là chung và ngắn hạn. Thì đây là 3 mã cổ phiếu người đầu nghĩ là nên đầu tư dài hạn. Đó là mã cổ phiếu FPT. Đây, FPT là một mã cổ phiếu với một giữ một cái xu hướng tăng, gọi là xu hướng tăng dài hạn của nó rất là tốt nhá. Mã cổ phiếu FPT. Và hiện tại những phiên kiểm tra đường mà 20 bật lại rất là tốt của mã cổ phiếu này. Khối lượng vào rất mạnh mẽ, gần 8 triệu cổ phiếu như này là một điểm cộng của mã cổ phiếu FPT. Chứ thế em nghĩ là mã cổ phiếu này có thể tham gia được những vùng giá quanh những vùng giá tầm quanh những vùng giá tầm 96 cho đến vùng giá tầm 97 được nhá. Rồi mã cổ phiếu CTG nó cứ tăng một hướng gom nhá, cứ tăng một hướng gom. Đấy, cứ giảm một hướng gom với mã cổ phiếu đầu tư nhá. CTR cũng vậy, là mã cổ phiếu đầu tư theo xu hướng của Cam Slim. Đấy, mọi người muốn em khuyến nghị một cái mã cổ phiếu theo khuyến nghị Cam Slim, những nguyên tắc thế nào, những cái lý do tại sao được khuyến nghị như vậy, thì em sẽ làm cho mọi người một cái video rõ hơn về mã cổ phiếu này. Nếu như mọi người thích, mọi người hãy comment dưới những video của em nhá. Đấy, thì mã cổ phiếu này cũng vậy, là mã cổ phiếu đầu tư theo kiểu xu hướng dài hạn. Mã cổ phiếu này thì rất ok nha mọi người, đó góc nhìn của em. Và hiện tại cũng sẽ hướng lợi về những xu hướng về công trình của nó mà thôi. Một mã cổ phiếu cuối cùng nữa, đó là mã cổ phiếu Masan. Đó là mã cổ phiếu có thể đầu tư được dài hạn trong xu hướng sắp tới, với người đầu nghĩ như vậy. Có thể căn mà gom những cái vùng giá lý tưởng như là về kiểm tra đường 20 của nó và những vùng giá tầm 144 nhá. Đó, 144 nhá. Đấy. Thì bây giờ sẽ là một số mã cổ phiếu còn lại này, người đầu vừa mới lọc xong. Đó là tầm 5 mã cổ phiếu nữa. Đó là mã cổ phiếu CDN với mã cổ phiếu này thì có nhiều người đầu nghĩ rằng là một mã cổ phiếu này là mã cổ phiếu tích lũy đã đủ lâu rồi nhá. Cũng như là hiện tại một phiên kéo rút tiền như này rất là tốt. MACD nó đang hướng dương như thế này. Đây, rất là khỏe. Mọi người nhớ câu chuyện trước đó người em đã nói cho mọi người không? Đó là mã cổ phiếu Novaland cũng vậy. Đây mọi người thấy này. Đây, Novaland MACD nó cũng hướng dương này. Đấy rồi LHH cũng vậy, cũng hướng dương. Đấy, sau đó nó tăng một cái đoạn khá lý tưởng nhá. Chúng ta mua đúng một cái vùng giá lý tưởng rồi, tức là vùng giá này này, khi nó tăng lên ta sẽ không có khoản lợi nhuận, chúng ta sẽ sẵn sàng xử lý, sẵn sàng chốt lại, đúng không? Và mã cổ phiếu CDN cũng vậy, người đó đang kỳ vọng như vậy với mọi người nhá. Đây mọi người thể mua qua những cái vùng đó, là những cái vùng giá như vùng này, qua những vùng giá này sau rồi nó sẽ tăng lên một cái nhịp lên vùng giá tầm 32 hoặc là vùng giá 34 một chốt nhá. Cũng nhìn người đó như vậy. Rồi mã cổ phiếu về dịch may, người đó khuyến nghị cho mọi người một số mã cổ phiếu như là TCM rồi, đúng không? TCM hôm nay là một phiên đóng cửa trên đường MA 200, là một cái điểm rất tốt cho mọi người mua vào. Với nhìn người đó như vậy, người nên mua vào mã cổ phiếu này, nên mua vào nhá. Đấy, trên vùng giá 80 là người nên mua vào được nhá. Mã cổ phiếu VGT và TCN, hai mã cổ phiếu này không đầu tư nữa, tại vì là đã chạy rồi, không còn cơ hội đầu tư nữa. Hai mã cổ phiếu này người đó book list cho mọi người từ những cái video này cho mọi người luôn rồi này. Đấy, đó rất lý tưởng cho mọi người rồi, đúng không? Đấy, thì mọi người tham khảo nhá. Bây giờ mọi người nên tập trung vào mã cổ phiếu TCM và mã cổ phiếu May Sông Hồng nhá. Đấy, May Sông Hồng thì chúng ta đang kỳ vọng một phiên tạo đáy của nó. Và khi nào tạo đáy rồi á thì nó sẽ lên rất mạnh mẽ nhá. Tại vì mã cổ phiếu GIL cũng đã tạo đáy rồi, thấy không? Cũng như vậy, cũng theo kiểu gần giống như mã cổ phiếu May Sông Hồng, đó là MACD nó hướng dương. Đấy, xong rồi sao mọi người? MACD nó hướng âm, giá hướng dương, sau đó nó tạo đáy lên lại, và mã cổ phiếu May Sông Hồng cũng đang kỳ vọng như vậy. Đấy, cũng đang kỳ vọng là MACD nó hướng dương. Sau đó thì em xin lỗi nha, giá hướng dương, MACD nó hướng âm và nó sẽ tạo vùng đáy. Tạo đáy chúng ta mua vào nhá. Và ba mã cổ phiếu cuối cùng là mã cổ phiếu BMI. Đó là mã cổ phiếu BMI. Thì góc nhìn người đầu nghĩ là mọi người sẽ tham khảo được mã cổ phiếu này, tại vì là hiện tại cũng là một mã cổ phiếu hướng lợi trong xu hướng về cuối chu kỳ kinh tế, thì mã cổ phiếu về nhóm ngành bảo hiểm sẽ hướng lợi. Và đây là mã cổ phiếu mạnh nhất của nhóm ngành bảo hiểm rồi. Mọi người có thể tham khảo được mã cổ phiếu này nhá. Khối lượng đã vào rồi. Đây là một phiên rũ bỏ nhưng tích lũy lại mà thôi. Một phiên kiểm tra đường MA 20 kéo lên vậy rất là đẹp nhá. Đấy. Rồi hai mã cổ phiếu nữa về ngành đường, đó là mã cổ phiếu FPT và SLS. Hai mã cổ phiếu này mình tham khảo được, tại vì là DMS thì có dấu hiệu là quay đầu lại. Thì mới mã cổ phiếu này em nghĩ là sẽ một nhịp quay đầu như thế này. Đó, thì mình sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận về mức giá tầm 170 nhá. Đấy, còn STB, FPT thì mọi người em nghĩ là mã cổ phiếu này sẽ đánh lên, tiếp tục đánh lên nữa, chinh phục những vùng đỉnh của nó nữa. Và đây sẽ là cái vùng đỉnh của nó hiện tại này. Đấy, vừa được cái vùng giá này đóng cửa trên vùng giá 24 thì dự định là mã cổ phiếu này sẽ về vùng giá 28 nhá. Đấy. Thì đó là tổng quan về thị trường, một số mã cổ phiếu em tặng cho mọi người. Và nếu mà mọi người bỏ chút thời gian, nếu thích video của người đò, nhấn nút đăng ký kênh của người đò nhá. Và nếu như mọi người thấy video người đò hay, chia sẻ lan tỏa với nhiều người hơn nhá. Và hiện tại đây là cái cộng đồng người đò
mình sẽ tham gia vào đây để mọi người nhận một số nhận định của thị trường nhá. Hiện tại ở đây mình thấy đây, em có khuyến nghị cho mọi người về một số nhận định của thị trường này. Đây, đa phần là khuyến nghị về nhận định thôi, tại vì là em không muốn chịu trách nhiệm với một số khách hàng, một số anh chị mà không có có một sự đảm bảo bởi em á, tại vì lỡ chứ gì xảy ra thì em sợ bị bóc phốt á, cho nên thì em muốn có những sự đảm bảo rõ ràng hơn nhá. Thì xin chào mọi người nha, chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe và một ngày cuối tuần thật hạnh phúc gia đình nha. Xin chào mọi người nha.